Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Xuân Phúc đã tiêu diệt những ai để leo lên chức Thủ tướng Chính phủ. Câu chuyện Đà Nẵng được coi như vụ việc chống tham nhũng điển hình, dù quy mô và mức độ thất thoát tiền và đất không nhiều như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng được tổng trọng ưu ái. Chưa khi nào mà một bí thư một địa phương bị kết liễu nhanh như Nguyễn Xuân Anh. Có mấy lý do có thể tạm giải thích như sau. Đáng ra tổng trọng hạ bệ được Ba Dũng từ trước Đại hội 11. Mọi hồ sơ về Vinasin đã có trong tay ông Nguyễn Văn Chi, tức Năm Chi, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước thời điểm họp Bộ Chính trị, Hưng Tà Nô được mời tham dự bằng cách hối lộ bà Trần Thị Thủy, vợ ông Năm Chi. Ngay trước ngày họp Bộ Chính trị, Bùi Văn Nam và Phạm Minh Chính dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưởng tới gặp ông Năm Chi và cho xem bằng chứng. Nếu ông Năm Chi không ủng hộ Ba Dũng mà vẫn quyết chống thì công an sẽ bắt bà Thủy. Ngày hôm sau, ông Chi không trình bất kỳ tài liệu nào về Ba Dũng và ông Trọng chỉ còn biết ôm hận. Chả thế mà ông đã khóc trước Trung ương khi nói rằng không kỷ luật được một ủy viên Bộ Chính trị, ám chỉ bà X Nguyễn Tấn Dũng. Ông Năm Chi cũng kết thúc sự nghiệp chính trị tại đây, dù trước đó từng có giải pháp là ông sẽ giữ chức chủ tịch nước. Sự tham lam của bà Thủy đã một lần nữa phản bội ông Năm Chi, từ đó ông Trọng ghi sổ nợ gia đình ông Chi. Nhân đây cũng nói thêm về Nguyễn Xuân Anh. Gia đình ông Chi có 3 người con là Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Xuân Ánh và Nguyễn Xuân Ảnh. Theo tài liệu, theo dõi chính trị nội bộ thì Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Đà Nẵng bị kỷ luật sinh tháng Giêng năm 1976. Ông Năm Chi được điều từ rừng ra Hà Nội học chính trị từ tháng 4 năm 1974 và đến tháng 5 năm 1976 mới quay về Đà Nẵng. Điều kiện xưa thì không thể có chuyện đi ra đi vào mà vợ chồng gặp nhau. Vậy có ai chữa từ tháng 4 năm 1974 mà đến tháng 1 năm 1976 mới đẻ như bà Trần Thị Thủy không? Chữa ít nhất 21 tháng mới đẻ con. Về chi tiết này, hồ sơ nội chính đã ghi rõ nhưng bảo đảm tính riêng tư của gia đình ông bố thật của Nguyễn Xuân Anh, chúng tôi không công bố danh tính của họ. Quay trở lại chuyện Nguyễn Xuân Anh, ông Trọng còn muốn tiêu diệt vì nó đi kèm với việc phải bắt Vũ Nhôm, vì hai nhân vật Vũ Nhôm và Út Chọc gắn kết chặt chẽ với ông Trần Đại Quang. Xin không nói nhiều về ông Trần Đại Quang nữa, vì sao dù sao chăng nữa ông cũng đã trở thành người thiên cổ. Vũ Nhôm, một cộm cán ở Đà Nẵng, có quan hệ từ Nguyễn Bá Thanh tới Nguyễn Xuân Phúc và sau này là Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ. Khi vụ việc ăn chia ở Đa Phước bất thành, Vũ Nhôm chửi Thơ và đe dọa Thơ. Thơ chơi với Vũ Nhôm dù chỉ là việc ăn chia bất thành và cả hai đều là phường vô lại, nhưng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ Thơ và dù bị kỷ luật cảnh cáo nhưng Thơ vẫn tại vị. Khi Thơ tại vị được dư luận càng bức xúc thì Thơ càng chứng tỏ sức mạnh chính trị ở Đà Nẵng, có hai nhân vật mà Bảy Phúc bảo vệ tới cùng là Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam. Khi Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải có vợ ăn chơi và hay đưa ảnh lên mạng xã hội đã bị kỷ luật đảng và sắp tới là cách hết các chức chính quyền, thì Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam có vợ bé con riêng cũng ai cũng biết cả, nhưng chả sao. Cái đáng nói nhất ở Đà Nẵng là các sai phạm ở hai vụ điển hình là Đa Phước và Sơn Trà không được kết luận. Trong vụ Sơn Trà thì Huỳnh Đức Thơ là người chia đất rất nhiều, tất nhiên có chia từ thời của Nguyễn Bá Thanh, nhưng trong vụ Đa Phước, Huỳnh Đức Thơ ký giá đất cho dự án Đa Phước mà thanh tra tạm tính thì thiệt hại cho nhà nước khoảng 27.000 tỷ, tức là hơn 1 tỷ đô la. Chính Thơ là người ký điều chỉnh quy hoạch và bỏ ra ngoài danh cho sân golf cũng như điều chỉnh các hạng mục khác. Chính vì việc chênh lệch quá lớn như vậy nên giữa Vũ Nhôm và Huỳnh Đức Thơ mâu thuẫn, bởi ai cũng đòi phần hơn. Cơ quan thanh tra chính phủ đã có bản dự thảo kết luận về Sơn Trà và Đà Phước rồi, có hơn một năm nay rồi nhưng Phúc không cho công bố. Có hai người mà Phúc không cho ai động tới một cọng lông, đó là Thơ và cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng Võ Duy Khương.
Dù cả Huỳnh Đức Thơ cũng ký bán đất công sản cho Vũ Nhôm như nhà 16 Bạch Đằng, nhưng chỉ có Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bị khởi tố hầu tra. Một cựu chủ tịch nữa cũng được phúc ân nghĩa bảo hộ là Hoàng Tuấn Anh. Câu hỏi cho ông Tổng Trọng là vì sao không công bố kết quả sai phạm Đà Phước và Sơn Trà? Người ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ việc chống tham nhũng của ông là đánh phe cánh và phe nhóm, và việc điều tra tham nhũng vẫn còn giới hạn, hay ông không thể kiểm soát được 7 phúc? Việc thân Đức Nam dù đang dưỡng hưu nhưng Nam vẫn là người sốt sắng, không những không bị bắt vì nhiều sai phạm, chẳng hạn như ở dự án Thanh Hà mà thân Đức Nam vẫn còn tham chính. Khoảng vài bữa trước, khi ba Dũng vào nằm bệnh viện 108 dưỡng bệnh mà mục đích chính là hàng ngày sang thăm dò Nguyễn Phú Trọng cùng nằm ở đó, thì người ta thấy thân Đức Nam cùng 7 phút vào ăn sáng với ba Dũng. Nam không thể không bám 7 phút. Xin kể thêm chuyện lẻ khác về thân Đức Nam hầu chuyện mọi người. Thời bá Thanh còn làm bí thư ngoài Đà Nẵng, một hôm bá Thanh vào Quảng Ngãi thăm nhà ông Trần Đức Lương. Khi biết Thanh sắp vào đến nơi, thân Đức Nam cũng ở đó và lên nhà bận một bộ đồ pyjama của ông Lương. Khi Thanh tới, Nam đứng trên tầng vẫy tay xuống trong lúc vận đồ ngủ, chứng tỏ là rất thân với nhà cựu chủ tịch Trần Đức Lương. Bá Thanh kết luận về thân Đức Nam: thằng vô lại và bị ổi. Ngoài khu vực Đà Nẵng thì 7 phút hiện đang gắn kết chặt chẽ với chủ tịch công ty Đèo Cả Hồ Minh Hoàng, hay còn có cách gọi khác là Hoàng Đèo Cả. Hiện nay Hoàng Đèo Cả nợ Việt Tin Banh 27.000 tỷ, xin nhắc lại 27.000 tỷ khi Nguyễn Văn Thắng còn ở Việt Tin Banh chưa về Quảng Ninh. Thắng vẫn giải ngân cho Hoàng, nhưng khi Lê Đức Thọ lên, Thọ sợ không dám cho vay thêm. Nhưng chỉ vài bữa trước, chính 7 phút họp các bộ ngành để yêu cầu giải ngân, phải giải ngân cho Hoàng Đèo Cả dù nợ đến 30.000 tỷ. Đồng thời Hoàng đã có thẻ xanh PR card của Mỹ. Hoàng và Phúc có cách làm rất tệ là đưa các dự án cao tốc xuống tỉnh quản lý. Tỉnh phải cấp các mỏ khoáng cát cho Hoàng, và hơn nữa, Bộ Giao thông quản lý được chất lượng khi làm được ở Lạng Sơn. Các chuyên gia quân sự cảnh báo là không được làm đường cao tốc sát với biên giới, nhưng Hoàng vẫn làm. Rồi một ngày xe tăng của Trung Quốc bon bon về Hà Nội thì sao? 7 phút bị chính bà Dũng đánh giá là rất tào lao. Phúc không có tư duy gì mà toàn dựa vào đám John Lâm vẽ ra những thứ phát ngôn rất dân túy. Phúc nổi tiếng đi nhiều mà không ngồi nghiên cứu chính sách, đi tới đâu cũng phát biểu cho dân ở đó sướng lỗ tai, đi đâu cũng là đầu tàu, và nền kinh tế Việt Nam qua những phát biểu của Phúc là nền kinh tế quái thai, có quá nhiều đầu. Những phát ngôn của Phúc do một người bà con là Việt Kiều tên Bắc soạn thảo. Trong những nỗ lực không mệt mỏi, Phúc đang tràn trề hy vọng được làm tổng bí thư, chả thế mà khi ông Trọng xỉu ở Kiên Giang, Phúc tỏ ra rất hồ hởi và điều này đã làm cho ông Trọng không hài lòng. Trước khi kết thúc phần nhỏ nói về 7 phút gắn với một số nhân vật như Hoàng Đèo Cả, thân Đức Nam và Huỳnh Đức Thơ, xin cung cấp thêm thông tin là chính 7 phút bảo kê cho Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, đô trưởng đương nhiệm, và Phúc nói là vụ Nhật Cường không có vấn đề gì. Vì thế mà cánh Nguyễn Duy Ngọc đang bế tắc trong vụ Nhật Cường. Trong vụ Nhật Cường có liên quan tới nhân vật có tên Nguyễn Ngọc Ký, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, đang được Trung Con hỗ trợ và Phúc Tiến đưa Kỳ lên làm vụ trưởng kinh tế tổng hợp thuộc Văn phòng Chính phủ thay cho Mai Thu Vân, một người đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Phúc đưa lên giữ vị trí phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Những cán bộ ở Văn phòng Chính phủ đều hiểu rằng nhờ Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Xuân Phúc mới chui được vào Văn phòng Chính phủ rồi Bộ Chính trị. Nhưng sau Đại hội 12, Nguyễn Xuân Phúc leo lên được chức Thủ tướng còn nhờ một loạt các nhân vật có máu mặt khác. Sau khi quay lại thọc dao vào lưng ông thầy Nguyễn Tấn Dũng của mình, Nguyễn Xuân Phúc đã bí mật ôm chân Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, kiểu gì mà không được phần to cho đặng. Để đạt được vị thế như hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện
biết bao thủ đoạn. Chiến tích đầu tiên của Nguyễn Xuân Phúc ở văn phòng chính phủ diễn ra trước cả khi về đảm trách chủ nhiệm tại đây. Còn nhớ gần đến Đại hội 10 năm 2006, Nguyễn Văn Lâm, tức Tùng Lâm, là phó thường trực văn phòng chính phủ phụ trách mảng nội chính. Trước đó là vụ trưởng vụ 1, chuyên theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại của văn phòng chính phủ. Người đã được Trung ương cơ cấu cầm chắc sẽ thay Đoàn Mạnh Giao lên làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Bây giờ Nguyễn Xuân Phúc mới được cất nhắc từ Quảng Nam ra vào vai phó ban thanh tra chính phủ. Biết ở đây khó làm ăn được gì nên Nguyễn Xuân Phúc bày mưu tính kế quyết tiêu diệt Tùng Lâm để có đường về văn phòng chính phủ. Biết Tùng Lâm là tay thông minh sắc sảo có tài nhưng tính lại hoắng, thích nhậu nhẹt. Nguyễn Xuân Phúc bí mật cử tay chân bám sát Tùng Lâm. Lần ấy Lâm đi Sài Gòn ra đến sân bay Nội Bài mà vẫn chưa tỉnh rượu nên quên mất cái cặp da chứa phong bì tiền. Khi an ninh sân bay báo tin chộp lấy thời cơ, Nguyễn Xuân Phúc liền cho tay chân đến tiếp cận túm lấy chi tiết ấy làm to chuyện rồi bơm tiền xui các bồi báo có gốc Quảng Nam ở tuổi trẻ thanh niên bay vào viết bài thổi phồng lên như một đại án tham nhũng trọng điểm, buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải đem vụ này ra xử lý vì Lâm là cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Bí thư, đồng thời lợi dụng vụ scandal ở BMU18 khi ấy, Nguyễn Xuân Phúc cũng bơm tiền cho các bồi bút tung hàng loạt bài báo ra để soi tất tần tật mối quan hệ gia đình của Nguyễn Văn Lâm với Bùi Tiến Dũng. Kết cục là Lâm bị kỷ luật tước mọi chức vụ quan trọng gồm Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và Hải đảo, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị về công nghiệp quốc phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ủy viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Trung Quốc, biên giới Việt Nam-Campuchia. Nguyễn Xuân Phúc mò đến nhà riêng của Đoàn Mạnh Giao lấy lòng, đánh vào tình cảm của Đoàn Mạnh Giao, kể cả khi ông Giao đi vắng. Sau khi ra đòn hiểm hạ Lâm xong, Nguyễn Xuân Phúc leo lên làm phó văn phòng chính phủ, thay Tùng Lâm tiếp quản hàng loạt các chức vụ quan trọng trên. Đương nhiên, Trung ương buộc phải cơ cấu Nguyễn Xuân Phúc thay Tùng Lâm vào Trung ủy và chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thế chân cho Đoàn Mạnh Giao đến tuổi về hưu. Trong 10 năm, từ chân phó văn phòng chính phủ, tương đương cỡ phó chủ tịch thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Phúc leo lên chức thủ tướng trở thành nhân vật quyền lực số 3 của đất nước. Trước mỗi đối tượng, Nguyễn Xuân Phúc đều nghiên cứu để ra tuồng diễn phù hợp hiệu quả. Ví dụ như Đoàn Mạnh Giao xuất thân từ kỹ sư quân sự, cơ khí chế tạo máy nên tính tình thẳng thắn và tình cảm, nên Nguyễn Xuân Phúc đóng vai diễn nhân vật ăn xin ăn may, đánh vào sự mùi lòng của Đoàn Mạnh Giao và gia đình ông ta. Còn với Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc vào vai tên đầy tớ rất mẫn cán, trung thành, cúc cung hầu hạ. Để đạt được mục tiêu, Nguyễn Xuân Phúc không từ một thủ đoạn nào, dù cách ấy hèn hạ hay đê tiện nhất. Nhưng điều đáng nói và nguy hiểm ở chỗ khi ông Nguyễn Văn Chi, người từng đỡ đầu cho Nguyễn Xuân Phúc thời ở Quảng Nam, còn làm Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Xuân Phúc rất hay mò đến nhà cầu cạnh, tuy là đồng hương, nhưng biết rõ nhân cách tầm thường của Nguyễn Xuân Phúc, nên Nguyễn Xuân Phúc là một kẻ rất hiểm ác. Nguyễn Văn Chi rất khó chịu, coi thường Nguyễn Xuân Phúc ra mặt. Mỗi lần Nguyễn Xuân Phúc mò đến dù mang quà rất đậm nhưng Nguyễn Văn Chi vẫn tránh mặt, sợ liên lụy, để vợ già đón tiếp. Bà Chi cũng chỉ tiếp ơ hờ chiếu lệ. Vì thế mà sau khi ông Nguyễn Văn Chi về hưu thất thế ở Trung ương, Nguyễn Xuân Phúc mới núp sau lưng Nguyễn Phú Trọng và xúi tay chân ở Đà Nẵng quyết triệt hạ Nguyễn Xuân Anh, con trai của Nguyễn Văn Chi, để rửa mối hận năm nào, đồng thời thao túng miếng bánh thơm Đà Nẵng. Đối với cấp trên, Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng trở cờ nếu thấy không còn lợi dụng được. Nhưng với cấp dưới, kể cả những chiến hữu người thân cận nhất của Nguyễn Xuân Phúc cũng sẵn sàng loại bỏ, ngay cả Thân Đức Nam, phó văn phòng Quốc hội, chiến hữu ruột, bỏ không biết bao nhiêu tiền để giúp Nguyễn Xuân Phúc tiến thân.
nhưng khi leo lên được chức Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cũng làm ngơ. Nhưng có lẽ có một người duy nhất mà Nguyễn Xuân Phúc thủy chung sắt son, đó là một ông tiến sĩ rờm, Đậu Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Bộ Y tế, sinh năm 1960, quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đậu Xuân Cảnh từng một thời là lang băm kiếm ăn ở đất Quảng Nam. Nhờ tài luồn lách, năm 2006, Đậu Xuân Cảnh leo lên chức Giám đốc Bệnh viện Y học Dân tộc tỉnh Quảng Nam. Cách đây 10 năm, Đậu Xuân Cảnh chuyển ra là một lang băm nhân viên của Viện Y học Cổ truyền. Ngay đó, Nguyễn Xuân Phúc ăn nhậu chơi bời sa đọa nên bị bệnh khắp người, tay sùi ngứa, đầu nghẹo, không dám mặc áo ngắn tay hoặc xoắn tay, đau lưng, chân bị thần kinh tọa nên tìm đến Đậu Xuân Cảnh vì quen biết từ thời ở Quảng Nam. Đậu Xuân Cảnh suốt ngày đến căn hộ mà thân Đức Nam mua cho Nguyễn Xuân Phúc ở số 21 Láng Hạ để bôi thuốc nam và nắn bóp chữa thần kinh cho Nguyễn Xuân Phúc. Tuy rốt nghề nhưng Đậu Xuân Cảnh dẻo mồm nịnh hót, cung cúc hầu hạ, nhất là dịp nào bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, về Quảng Nam hay đi vô Sài Gòn, Đậu Xuân Cảnh lại kêu mấy nữ bệnh nhân đến để giao lưu học hỏi và cùng chữa bệnh. Chính vì cảm động trước y đức ấy của Đậu Xuân Cảnh, khi lên làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ngay Đậu Xuân Cảnh về làm chuyên viên ban y tế của cơ quan này để tiện chữa bệnh. Khi leo lên Phó Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã bổ nhiệm và bắt Văn phòng Chính phủ phải điều chuyển Đậu Xuân Cảnh sang làm vụ phó phụ trách cả một bộ chuyên chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cả nước, lại còn thi được cả bằng tiến sĩ nữa. Thảo nào ngành y tế cứ nát bét bao nhiêu năm qua. Chưa dừng lại, sau khi lên làm Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc cho Đậu Xuân Cảnh quay ngược về làm Giám đốc Viện Y học Cổ truyền và nâng đỡ cơ sở này thành học viện lớn nhất cả nước về đào tạo và chữa trị y học dân tộc. Từ đó, Đậu Xuân Cảnh tự do thành lập vô tội vạ nhiều bộ phận không có trong quy định của Bộ Y tế nhằm bán chức vụ bất chính. Đặc biệt, dưới bàn tay của Đậu Xuân Cảnh, Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam là cái ô bao che cho công ty dược Tâm An tuồn các thực phẩm chức năng được quảng cáo là thần dược ra thị trường để lừa đảo bệnh nhân nhằm trục lợi bất chính. Khi bị các phóng viên đặt câu hỏi thì Đậu Xuân Cảnh phán một câu phủi tay cứ như ở trên trời rơi xuống. Xin trích, hôm nay các bạn nói thì chúng tôi mới biết chứ trước nay chưa hề nghe đến cái tên công ty này bao giờ. Hết trích. Nguyễn Xuân Phúc và Đậu Xuân Cảnh có thể nói là một cặp đôi hoàn hảo, tương phùng, tương ý. Có lẽ sự cố ý, cố tình cố ý của Nguyễn Xuân Phúc với Đậu Xuân Cảnh không chỉ ở chỗ cả hai đều giống nhau về nhân cách hạng ba, với máu giang hồ đều giả, thế nghĩ rằng ai cản bước của mình là diệt, mà còn thêm nhiều nguyên nhân khác. Một trong những chuyện đó là quyết định số 1748 ngày 8 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho xây mới cơ sở 2 của học viện trên bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Trung Cộng. Như đó mà Đậu Xuân Cảnh được hai trường đại học danh tiếng của Trung Cộng, Đại học Y Trung Y Dược Thành Đô và Đại học Trung Y Dược Thiên Tân phong tặng danh hiệu giáo sư. Ngược lại, Đậu Xuân Cảnh lại nắm hồ sơ bệnh án của Nguyễn Xuân Phúc. Đây chính là thứ vũ khí chết người của Đậu Xuân Cảnh, có thể khiến Nguyễn Xuân Phúc phải làm bất cứ thứ gì cho ông ta. Ngoài việc Đậu Xuân Cảnh sẽ bốc thuốc cho vợ con rể của Nguyễn Xuân Phúc, nhiều hạng mục của dự án này còn có bài học vỡ lòng mà chúng ta không ai được quên. Đó là người ta chẳng ai cho không ai thứ gì. Sức khỏe của dân tộc Việt Nam này sẽ phải trả giá như thế nào khi sự kết nối quyền tiền của Nguyễn Xuân Phúc với Trung Quốc qua cây cầu tiến sĩ lang băm Đậu Xuân Cảnh? Thiết nghĩ chỉ có các cơ quan bảo vệ an ninh của đất nước mới trả lời chính xác được câu hỏi này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin của chúng tôi được lan tỏa. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.